tại trường chính trị tỉnh Đồng Nai, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai đã trình bày chuyên đề định hướng tầm nhìn cho Đồng Nai phát triển bền vững cho các học viên là cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của tỉnh. Chuyên đề nhằm trang bị cho học viên tầm nhìn lãnh đạo, một số yêu cầu và cách thức hình thành đổi mới tư duy, tầm nhìn lãnh đạo trong việc phát triển Đồng Nai hiện nay. Đồng thời rèn luyện kỹ năng tầm nhìn về phát triển địa phương đối với cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở trong bối cảnh đổi mới hiện nay. Trong chuyên đề, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển bền vững. Đối với vấn đề môi trường của tỉnh hiện nay, Đồng Nai cần có những giải pháp trước mắt cũng như giải pháp lâu dài để phục hồi môi trường và tiến tới kiểm soát hiệu quả vấn đề môi trường. Vì mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai, đặc biệt cần nỗ lực kiểm soát các dự án mới. Các dự án mới đầu tư và tỉnh phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thực chất, triệt để xử lý vấn đề môi trường. Phải xem đây là vấn đề đạo đức xã hội chứ không chỉ đơn thuần là vấn đề pháp luật. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh việc chăm lo mục tiêu phát triển con người, hướng đến phát triển bền vững, lãnh đạo các cấp phải nỗ lực chứng minh đây là vùng đất mà người dân sống hạnh phúc nhất.